Gia đình chúng tôi thì rất hài lòng với bản thiết kế của công ty Tân Á. Nhà đại Tân Á xin giới thiệu đến quý khách hàng mẫu nhà 2 tầng mái Nhật hiện đại mà chúng tôi mới thiết kế cho gia đình chủ Hoàng tại thành phố Vinh, Nghệ An. Mái Nhật vẫn luôn là xu hướng được rất nhiều gia đình Việt yêu thích bởi lối kiến trúc hiện đại, phóng khoáng, phù hợp với nhiều vùng miền trên cả nước. Với thiết kế không gian mở, đẹp từ các góc nhìn, tạo không gian thoáng mát, thu hút ánh sáng cho ngôi nhà. Mẫu nhà 2 tầng mái Nhật của gia đình chủ Hoàng sở hữu mặt tiền đẹp, màu sắc hài hòa, hình khối đang đối cùng công năng sinh hoạt được thiết kế đảm bảo phù hợp với các thành viên. Kiến trúc mái Nhật ưu tiên sự tối giản, hướng tới công năng sử dụng, tiết kiệm chi phí và có không gian sống thân thiện với thiên nhiên. Phối cảnh ngoại thất của gia đình chủ Hoàng được tập trung vào không gian mở với những khung cửa thông thoáng và rộng rãi. Cửa chính được làm từ gỗ khung pano kính, các cửa sổ được phân bố đều khắp các mặt của ngôi nhà. Đặc biệt, những khoảng tường trống được trang trí tối giản bằng những đường pháo chỉ chìm nổi. Cửa sổ có sự kết hợp giữa các khung gỗ xám sang trọng cùng kính cường lực chắc chắn tạo sự sang trọng nhưng không rườm rà. Đây chính là điều mà kiến trúc hiện đại thể hiện rõ nhất, tối giản mọi thứ và đề cao tính hữu ích hơn là những vẻ đẹp xa hoa. Bậc tam cấp ở sảnh chính được ốp đá kim sa đen cổ trắng, chất tường được ốp gạch chì xám, vừa làm tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, vừa hạn chế ẩm mốc, giúp ngôi nhà trông cao ráo và sạch sẽ hơn. Ngoại thất mẫu nhà 2 tầng mái Nhật đẹp được sử dụng sơn màu trắng, xanh làm chủ đạo, vừa mang lại sự hiện đại, trẻ trung, vừa toát lên sự tinh tế, tươi mới và tràn đầy sức sống. Đây là màu bản mệnh của gia đình chủ Hoàng, chủ nhà, đồng thời cũng là tông màu mà chủ yêu thích. Kiến trúc sư đã kết hợp khéo léo sở thích của gia chủ và yếu tố phong thủy giúp mẫu thiết kế dễ dàng được cả gia đình đón nhận. Ngoài việc thiết kế ngoại thất sao cho độc đáo, ấn tượng và thu hút ánh mắt người nhìn, thì phương án bố trí mặt bằng công năng của ngôi biệt thự 2 tầng được kiến trúc sư Tân Á đặc biệt lưu ý nhằm mang đến cho gia đình chủ Hoàng một không gian sống đầy đủ và tiện nghi nhất. Nếu các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy gọi ngay hotline cho chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với Nhà đẹp Tân Á. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyên mục nhà đẹp tiếp theo.